Các quý vị, Tổng thống Argentina chào đón ban nhạc Rolling Stone tại nhà. Tin từ Buenos Aires, Argentina, rõ ràng cho thấy Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã rất hài lòng khi ông cùng với vợ Juliana Aguada và con gái Antonia gặp gỡ với nhóm nhạc Rolling Stone tại căn nhà nghỉ mát cuối tuần của họ ở khu vực Buenos Aires. Nhóm nhạc rock người Anh lần này đã đứng chụp ảnh với Tổng thống và gia đình của ông. Rolling Stone đang trong chuyến thăm lần thứ tư đến Argentina. Họ đã trình diễn ba buổi văn nghệ tại thành phố La Plata, nằm khoảng 63 dặm về phía nam của Buenos Aires, như một phần của chuyến lưu diễn Ole Latin American Tour. Chuyến thăm vào ngày Chủ nhật đã là lần thứ nhì cả nhóm trở thành khách mời tại nhà của Tổng thống Argentina. Trong một chuyến lưu diễn vào năm 1990, cả nhóm đã biến thăm Tổng thống vào thời bấy giờ là Carlos Menem tại dinh thự Tổng thống Olivos. Những năm trở lại đây, các cuộc lưu diễn vòng quanh thế giới của các ca sĩ và ban nhạc, ngay cả lần danh nhất, cứ thừa vắng dần. Thế nhưng, có một ban nhạc vẫn đều đặn, 2-3 năm lại đi phục vụ người yêu nhạc trên khắp hành tinh, với không dưới 2 triệu lượt người xem, gây nên những cơn sốc âm nhạc đích thực. Đó là The Rolling Stone, được mệnh danh là ban nhạc thứ hai thế giới của thế kỷ, chỉ sau The Beatles.